Nay lại có một cái sản phẩm gần 1.000 m² anh chị, gia chủ mình đang kẹt tiền anh chị ha, nên cần bán. Với cái giá bán thì rất là thiện chí bán luôn chị ha. Ban đầu chủ kêu là 2,5 tỷ. Thì gia chủ cũng có chia sẻ với Điền là thương lượng một chút ít xuống tầm 2 tỷ tư là anh chốt. Thì nói chung là giá 2 tỷ tư là gia chủ mình chốt đó chị. Thì Điền đây cũng Điền nói luôn ha. Thì bất động sản này gần 1.000 m², đất thổ cư, có sẵn là 40 thổ cư. Thì gia chủ mình đang chốt với giá là 2 tỷ tư anh chị ha. Nói chung là chủ nói là giá chốt không thương lượng, nhưng mà Điền nghĩ là Điền sẽ thương lượng thêm được cái phần giấy tờ cho quý cô chủ nhà đầu tư ha. Đó. Thì hiện tại Điền đang ở đây là ở ngay trung tâm thị trấn Phước Bụ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Thì trước mặt quý cô chú nhìn này, mình đây ha, trước khi review bất động sản thì Điền sẽ nói sơ cái vị trí Điền đang đứng trước đây đã. Thì trước đây trước mặt anh chị này là cái đường nhựa này còn rất là mới luôn anh chị, nói chung là mới làm cách đây khoảng vài tháng đấy thôi. Hồi trước đây là một đường nhựa rồi, đây là đường nhựa rồi, nhưng mà mới làm lại đây ha, là làm mương nước hai bên này đó anh chị thấy này, và trải lại một cái lớp nhựa mới nữa, rất là rộng luôn anh chị này đó. Nói chung là cái lòng đường không là khoảng đâu đó 8 mét rồi anh chị, lòng đường thôi nha, chưa kể là mương nước vỉa hè đó. Nói chung ô tô đi nếu như thoải mái này, xe khách xe container đi thoải mái luôn vậy ha. Đó ok, cái hướng trước mặt Điền quay ha, mình có thể là đi thông ra ngoài cái đường đường mới mở đây, đường 34A anh chị à, cái mặt 34A có đường vỉa hè cây xanh này kia luôn, thì mình đi thông ra được đường số 4 hay được gọi đường Hùng Vương ha, mình rẽ phải đó thì mình đi ra được quốc lộ 5 này đó. Quốc lộ 5 thì anh chị biết rồi, đi được thành phố Bà Rịa, đi được thành phố Hồ Chí Minh này, và cũng như đi ngược lại là về xuống suối nước nóng Bình Châu, đi đường Bình Thuận anh chị ha, tuyến đường thông thường đó, tuyến đường huyết mạch đó. Còn qua quốc lộ 5 xíu á, ngay đó là gặp ngay trung tâm thương mại cũng như là chợ đêm này kia ha. Ở đó ở chỗ đó thì về cái vấn đề về vấn đề là hành chính này và bệnh viện này kia, tiện ích tiện nghi nằm ngoài đó chị ha. Nói chung là trung tâm đi ra chút xíu thôi đó. Còn cái chỗ này mà đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm anh chị ha. Đó, biển Hồ Tràm mình đi xuống khoảng đâu đó là 7 cây số, mình di chuyển khoảng 10 phút đi xe anh chị ha. Nói chung là đi cũng tương đối là gần anh chị, khoảng cách rất là gần đó. Còn cái hướng này mình ngược lại mình có thể đi xuống ngay chỗ hồ sông Kinh anh chị, và mình có thể thông ra được cái đường 34A ngoài này và đi được luôn là đường huyết mạch đi xuống biển ha, đường Xuyên Phước Cơ hoặc là đường 328 đó, đi xuống biển Hồ Tràm anh chị ha. Nói chung đi rất là gần. Dưới này thì có nguyên nói chung là cái vị trí này cũng tương đối là gần ngay chỗ cái rừng nguyên sinh Phước Bụi Minh Châu anh chị ha, nên là đâm ra là khí hậu chỗ này rất là mát luôn chị, ở thị trấn đó, nhưng mà về khí hậu rất là mát luôn chị ha. Đó, cái khu vực này thì còn rất là thoáng chị nhé, dân cư thì cũng được, chứ đông kêu đông nghẹt thì cũng không phải, nhưng mà đi ra chút xíu đây là trường học các cấp rồi dân cư này kia đông nghẹt luôn chị ha. Đó. Thì nãy giờ Điền cũng nói sơ cái vị trí trên cho ha. Bây giờ Điền sẽ review chi tiết bất động sản mình. Thì bất động sản mình Điền cũng có báo giá ngay từ đầu rồi ha. Thì bây giờ Điền sẽ tóm tắt cơ bản lại ha. Thì đây, bất động sản mình đang có diện tích là bám theo mặt tiền đường nhựa này nha, là 9 mét anh chị, 9 mét mặt tiền đường nhựa anh chị ha. Đó, 9 mét mặt tiền đường nhựa. Ranh thì đây từ đây anh chị. Đây. Chỗ này thì hơi đây, nói chung là ranh thì anh chị thấy này, ngay những cái cọc cọc bê tông này nó thẳng hàng tam tấp đây này. Đó. Cái ranh mình sẽ nằm đây. Đó, sẽ nằm ngay cọc bê tông này. Đó. Anh chị thấy ha, cọc bê tông đây ha. Qua là 9 mét. Đó, 9 mét ha. Và cái chiều sâu thì dường như là giống một siêu mẫu luôn gì. Một em chân dài anh chị ha. Đó. Ranh qua đây, 9 mét này. Đó, cục bê tông cũng dài theo ha. Đó. Sâu là 107 mét luôn chị ha. À, nói chung là cái chiều sâu mình cũng dường như gần đụng với lại cái đường 34A nằm phía ngoài đó, dường như là giáp hai mặt tiền luôn á, chút xíu nữa thôi, còn chút xíu nữa thôi là mình có thể tiếp giáp được cái đường 34A đó rồi, nhưng mà tiếc quá là mình phải qua một cái mảnh đất mà người ta đang làm khu tập lái đó chị, nằm phía sau đó ha. Nói chung là chiều sâu 107 mét một em chân dài đó, là tổng diện tích là 918 mét vuông, đang có sẵn là 40 thổ cư đất ở tại đô thị anh chị ha. Nói chung quy hoạch thì phủ hầm toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình anh chị ha. Đó. Nói chung là mảnh đất này thì cái giá hiện tại là giá đầu tư này
có thể là mình đầu tư nghỉ dưỡng cũng được luôn anh chị ha. Đó. Sâu vào trong là 107 m, thì giá thì Điền cũng có chia sẻ từ đầu video đó, thì gia chủ mình kêu là 2,5 tỷ đó, nhưng mà cũng có nói chia sẻ thẳng luôn là bây giờ 2,4 tỷ là anh bán đó. Đó, giá là giá 2,4 tỷ không thương lượng đó. Thì Điền cũng chia sẻ lại với chị mình là vậy ha, là giá hiện tại là 2,4 tỷ anh chị nha. Đó, nói chung mức giá rất là phù hợp, rất là rẻ so với thời điểm này anh chị. Đó, chiều sâu 107 m ở Điền sẽ đi theo cái chiều sâu này ha. Hiện tại trên nước mình thì đang có là những cây điều, cây điều nói chung là cũng lâu năm rồi. Nói chung là gia chủ mình không phải ở đây, đâm ra là cũng không có chăm chút cái vườn anh chị. Có điều và nhãn luôn chị ha. Đó. Đất thì thế đất thì tương đối bằng phẳng so với đường, có khi cao hơn đường luôn chị. Đó. Chỗ này thì nói chung là về cái bán kính tiện ích tiện nghi đó, thì bán kính khoảng vài trăm mét, chưa tới cây số đâu, vài trăm mét thôi là đầy đủ rồi. À, ra kể cả ra trung tâm, chợ đò, trường học, ủy ban này kia đầy đủ luôn chị ha. À, chỗ này thì trung tâm huyện, trung tâm huyện thì mặt mình từ Sài Gòn mà có chuyến gì di chuyển về đây thì mất 2 tiếng đồng hồ mình đi cao tốc ha, tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu làm xong nữa thì mình đi 1,5 tiếng thôi. Hiện tại cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đó thì bên Bà Rịa Vũng Tàu mình cơ sở hạ tầng làm xong hết rồi anh chị ha. À, chỉ có là chờ bên Đồng Nai làm nữa thôi. Ở bên nào Đồng Nai làm hơi lâu, chờ bên Đồng Nai làm nữa là nối, là bắt đầu là cho vận hành được cái đường đó rồi anh chị. Đất mảnh đất có chiều sâu khá là sâu. Nói chung là cái mảnh đất này thì ở thị trấn chỉ có 102 luôn nha. Trước giờ Điền chưa có lên sản phẩm nào mà mảnh đất ở thị trấn mà có chiều sâu như vậy, 107 m, hàng hiếm anh chị nha. Đó, ranh mình đây, à, ngay cọc này ha. Đó, thẳng hàng lên 107 m, đất mình vuông vức anh chị. À, mặt tiền chính hậu chính, à, ranh qua đây, cái chỗ này là chỗ khu vực tập lái này. À, ranh đâu qua đây, qua nói chung là ranh móc rõ ràng rồi. Có vẻ là qua đâu đây là anh chị này, cái trụ bị ngã. Đó, nói chung là mình mua thì gia chủ sẽ xác định lại ranh móc cho mình ha, trước khi mình công chứng. À, anh chị mình yên tâm. Đó. Về pháp lý thì bây giờ là sổ riêng rồi. À, mình có thể công chứng lúc nào cũng được anh chị ha. Bây giờ Điền sẽ quay tổng quan, Điền sẽ tóm tắt lại cái thông tin mình ha. À, cái chỗ này, khu vực này thì sử dụng là nước sạch rồi, điện nước đầy đủ ha, có điện một pha đi ngang qua đất 220 V thì tất nhiên là có rồi. À, bất sản mình ha, à, có diện tích là ngang chính, sâu là 107 m ha, tổng diện tích là 918 m², có sẵn là 40 thổ cư đất ở anh chị, quy hoạch đất ở đô thị, à, toàn bộ khu âm toàn bộ ha. À, thì đang cần bán với cái giá là 2,4 tỷ ha, nói chung là giá cuối đó 2,4 tỷ. À, nếu mà cô chú gì thiện chí thì Điền sẽ có thể là thương lượng thêm được cái tiền giấy tờ chị ha. Đó. Đang có hướng đông mà chị, rồi cô chú ra qua tổng sản này liên hệ Điền nha, với số điện thoại 0788668834. Điền cũng sẽ được dừng video clip tại đây ha, hẹn gặp lại cô chú gì những video clip lần sau. Cô chú anh chị đừng quên đăng ký kênh của Điền để ủng hộ Điền và để được đón xem những video clip mới nhất của Điền. Xin mến chào và hẹn gặp lại.